Giáo sư đại học thẩm bất ngôn quách giả nam đóng bất ngờ xuyên vào bức tranh cổ tương tư nhai đồ, cố chấp tìm kiếm bí mật lịch sử được cất giấu bên trong vì sai lầm của anh mà đã bị thiêu hủy. Ở trong này, anh gặp được tác giả của tương tư nhai đồ cũng chính là Hoàng hậu Đương Triều. Lục Diên Trương Nhã Khâm đóng Lục Diên là yêu hậu trong mắt thế gian, làm đủ mọi chuyện ác, chuyên quyền, độc đoán, xoán ngôi. Nhưng càng đi sâu vào tìm hiểu, quá khứ lại đi ngược hoàn toàn với lịch sử. Vị hoàng hậu bất đắc dĩ phải đảm đương triều chính, một thân nữ nhi gánh vác giang sơn, cuối cùng lại không thể thay đổi được số phận của mình và người mình yêu. Đây được đánh giá là nhân vật nữ mạnh mẽ và đáng thương nhất màn ảnh hoa ngữ nửa đầu năm 2023. Trương Nhã Khâm đã xuất sắc mang đến cho khán giả cảm giác vừa nể phục lại vừa xót xa cho một cô gái bị dòng xoáy cuộc sống vùi dập. Mỗi lần xuyên về đều vì cứu Lục Diên, nhưng các lần xuyên không sau đều quay trở về thời gian sớm hơn lần xuyên không trước. Khi Thẩm Bất Ngôn đứng ở điểm cuối của câu chuyện, câu chuyện của Lục Diên lại vừa mới bắt đầu dòng thời gian ngược hướng hai người nên làm thế nào đây cũng chính lúc này bí mật thực sự của tương tư nhai đồ cuối cùng đã hiện ra trước mắt thẩm bất ngôn quách giả nam thủ vai thẩm bất ngôn là một nhà nghiên cứu và tác giả của dự án nổi tiếng về sau có cơ duyên tìm hiểu bức họa tương tư nhai đồ và bị đưa về các khoảng thời gian trong quá khứ là một người nghiêm túc với công việc và lịch sử thẩm bất ngôn mang hết sức mình để làm sáng tỏ những bí ẩn sau màn càng về sau khán giả càng thấy được sự thay đổi lớn của thẩm bất ngôn từ bị động kéo theo nhiều rắc rối cho Lục Diên, đến cuối cùng là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Mặc dù không phải là thể loại mới mẻ, nhưng cổ tương tư khúc lại dùng một cách sáng tạo nhất để kể lại bi kịch tình yêu của cặp đôi Lục Diên và Thẩm Bất Ngôn. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là năm nàng 36 tuổi, là lúc mà nàng yêu hắn nhất nhưng hắn lại không biết nàng là ai. Lần cuối cùng hắn gặp nàng là năm nàng 16 tuổi, cũng là lúc hắn yêu nàng nhất nhưng nàng lại không nhận ra hắn hai người họ, một người đến, một người đi. Lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu, nếu đã định sẵn là không cùng đích đến, cần gì phải hết lần này đến lần khác khổ sở thay đổi số phận chứ? Thầm bất ngôn, nếu như ý trời đã định, vào lúc chàng yêu ta nhất, xin hãy tha thứ cho ánh mắt xa lạ của ta. Chớ trêu thay khi khởi đầu của hắn lại là kết thúc của nàng. Liệu tình yêu của họ có động đến được trời xanh, mở ra con đường sáng sủa hơn để họ về bên nhau? Bộ phim là hành trình nam chính đi tìm câu hỏi cho các bí ẩn loạt nghi vấn dẫn đến những sự thật được hé lộ một cách đầy gay cấn và hồi hộp. Các nội dung cũng được liên kết một cách logic, dẫn dắt cảm xúc của người xem. Nếu lúc đầu, khán giả ấn tượng với sự mạnh mẽ và mưu trí của Lục Diên Hoàng hậu bao nhiêu sẽ chán nản với nam chính nhu nhược và cản đường bấy nhiêu. Trong khi, Lục Diên chiến đấu ngăn cản phản thần, thẩm bất ngôn lại chỉ đứng chơ ra và khuyên gian đừng đánh nhau. Đến cuối cùng, vì để bảo vệ cho hắn mà Lục Diên mất mạng dung lượng phim chỉ gói gọn trong 14 tập, các khúc mắc được lần lượt bày ra và giải quyết triệt để. Điều này biến mạch phim trở nên trơn tru và khúc chiết hơn cái kết buồn được dự đoán sẵn. Và nếu như thẩm bất ngôn đi đến điểm cuối của hành trình vẫn chưa tìm được mấu chốt giúp cả anh và Lục Diên thoát khỏi vòng luân hồi của thời gian, chắc chắn chờ đợi cả hai sẽ là sự biệt ly vĩnh viễn. Khán giả không khỏi nóng lòng khi loạt cha lơ cũng dự báo về cái kết buồn của cổ tương tư khúc. Phải chăng đến cuối cùng, Lục Diên được cứu, thẩm bất ngôn trở về thế giới thực nhưng hai người lại bị thời không chia cách để rồi tất cả nỗi nhớ, niềm đau của Lục Diên chỉ có thể hóa thành nét vẽ u sầu dệt lên tuyệt phẩm tương tư nhai đổ. Đâu sẽ là lối thoát và kết cục trọn vẹn cho mối tình đầy chắc trở này? Cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của cổ tương tư khúc nhé. Cúc bồ phụ đáng yêu hết phần thiên hạ Lục thì là đệ đệ Lục Diên. Hắn luôn đeo mặt nạ hung thần ác sát, ít người thấy được gương mặt thanh tú của hắn dưới lớp mặt nạ. Dáng vẻ hiên ngang, 20 tuổi đã là trinh bắc đại tướng quân, dốc lòng bảo vệ quốc gia, khai phá tứ hải bát hoang, đầy ý chí thiếu niên vì tính cách trẻ con lục thì vẫn luôn không dám trực tiếp bày tỏ tình cảm với ỷ hoa mình thầm mến ỷ hoa vì không chịu được gia đình chèn ép nên chạy trốn trong lúc lưu lạc thì được lục diên rời khỏi hoàng cung thu nhận trở thành thị nữ của lục diên lục diên đối xử với ỷ hoa rất tốt gọi là thị nữ nhưng giống tỉ muội hơn nàng luôn nghĩ sao nói vậy nhưng chỉ mỗi lúc yêu lục thì vì khác biệt cấp bậc mà không dám biểu lộ tiếng lòng mối tình của lục thì và ỷ hoa mang sự ngây ngô của tuổi trẻ cứ ngỡ sẽ được hưởng trái ngọt, bù đắp lại cay đắng cho cặp chính. Nhưng biên kịch quá tàn ác khi cướp đi tính mạng của Lục Thì, cho ỉ Hoa chịu tang người yêu 10 năm. Với những nỗ lực của mình, cổ tương tư khúc xứng đáng nhận về những kết quả tốt đẹp. Hành trình chinh phục khán giả của bộ phim chỉ đang bắt đầu, cũng theo dõi và ủng hộ cho những tập tiếp theo của cổ tương tư khúc nhé.